Xin chào các bạn đã đến với lồng bắt quái A Cường. Hiện tại chúng tôi đang cung cấp loại lồng bắt quái lồng trại công nghiệp. Hiện tại lồng này được bán chạy rất nhiều trên thị trường Việt Nam. Đây là mẫu lồng trại công nghiệp đấy, tôi vừa nói đấy. Lồng này mắt lưới rất bé, rất mềm mại và mịn màng và rất dày. Mắt lưới rất bé, chỉ 1 cm, sắt rất cứng và đàn hồi. Loại lồng này có khoảng cách của hai khung sắt là 25 cm, chiều cao của khung sắt là 22, chiều rộng là 32, có độ dài từ 5, 6, 7 m đến 9 m và đặt hàng theo yêu cầu của quý khách. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thả lồng bắt quái. Bước đầu tiên, các bạn lấy mồi nhét vào từng cửa hom. Mỗi cái lồng các bạn thì cho tầm 10 viên. Hiện tại mình đang cung cấp các loại mồi đánh cá, tôm, cua, cá liên trạch. Sau khi bỏ mồi xong, bạn gấp lại, gập lại. Tiếp theo thì các bạn cầm lồng lên và một tay cầm chắc vào cái tuôi túi. Rồi các bạn quăng thật mạnh ra chỗ mình cần đặt. Đấy, rất đơn giản phải không các bạn? Và nhớ là các bạn đầu ở trên, các bạn để lên trên bờ để cho cá có độ thở, không cá sẽ chết. Và đây là thành quả khi mình đặt lồng bắt quái.